em mượn cái chú bán ốc nhé, mượn cái cân. Bán gì đấy cháu? Bán ốc ạ. Ốc vàng một cân bao nhiêu? 15.000. Có nên ăn không? Có. Cân hết cái cô thì bán được bao nhiêu? Thank you.
ăn đi, đây này, ăn đi.
rồi á. Ngon đó nha. Chào bạn đâu vâng ạ. Bò bao nhiêu đấy? Mười bò 5.000. Thì xem nhé. Thế có mua bò ngon đấy. Vâng. Chị biết. Vâng. Đây, đây. Đây, đứng đây.
Mày có một tí tiền ở đây à? Phải không? Hoa mày mà hết xong béo mưa vào đó. Hoa có bà mẹ Linh là trình mà chị Linh nhờ. Đi mày. Đi à? Mà nếu bên thái phó phải đu. Phải hả? Ai à? Mày không? Trong Nguyên Bắc. Bắc Lý. Coi mua ông thổi đi. Bao tiền một túi đấy? 5.000. Nhiều tiền thế? Cho một túi này, lấy một túi này. Đó, lấy một tí nhé. Nhưng mà có ngọt không? Con thử xem nhé. Vâng. Để cho cô 5.000. Được chưa? 5.000 bằng đà hay là nhiều hơn? Đây nhé. Thank you.
Đi phố cắt tóc ấy, nè, mọi lần toàn trong rừng thôi. Cái này không được dốc xuống, lúc kho là phải tư thế nào nha, không được dốc xuống.
Đây là cái này bé nhất. Cái này 100 nghìn. Cái này 120. Cái kia 150. Đây, đây cái đấy 100. Đúng luôn. Đây, đây cái đấy. Thank you.
Muốn đưa đây. Thank you.
con ông phá ao, ông con xuống đi nhặt ốc củ chai, con muốn ăn ốc chai, con xuống đi nhặt chai. Ông bắt được cá không? Con có bắt được cá không? Con hổ ông bắt cá. Bắt đầu. Thank you.
được mấy con? Ba con ạ. Ba con. Thế cháu lấy một con ăn đi nhé. Vâng ạ. Con này. Con cháu mau về ăn nhé. Vâng ạ.